kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thành phố Thanh Hóa. Mở đầu chương trình hôm nay là phần tin thời sự. Tiếp đó, mục nhịp sống đô thị là ghi nhận nỗ lực trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng. Trong tuần, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Sau đây là những tin tức đáng chú ý. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thanh Hóa đã bám sát nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và sự chỉ đạo của Hội Phụ nữ tỉnh, các phong trào thi đua, cuộc vận động của hội và đã được cụ thể hóa, vận dụng phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mang lại quyền lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ. Tổ chức hội đã giúp 770 hộ thoát nghèo, trồng và chăm sóc trên 36,25 km đường hoa, xây dựng 262 tuyến đoạn đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường. Trong 5 năm, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 60 nhà máy ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Thực hiện ủy thác với ngân hàng, tạo điều kiện cho trên 57.000 lượt hội viên phụ nữ vay với tổng dư nợ các nguồn vốn 283 tỷ đồng. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 43 đồng chí. Đồng chí Đỗ Thị Bảy, thành ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, được bầu giữ chức chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào hoạt động hội giai đoạn 2016-2021 đã được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa và Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thanh Hóa. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh, thành phố Thanh Hóa đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị, địa phương cùng nhân dân trên địa bàn chung tay ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã vận động toàn thể cán bộ, nhân viên đóng góp vào quỹ phòng chống dịch COVID-19, tiêu biểu như công ty Sakura Việt Nam đóng trên địa bàn phường Quảng Hưng số tiền 700 triệu đồng, cơ sở sản xuất nem chua Cây Đa thuộc địa bàn phường Điện Biên ủng hộ 100 triệu đồng. Nhân dân các phường xã trên địa bàn cũng tích cực ủng hộ công tác phòng chống COVID-19, tiêu biểu như phường Quảng Hưng 110 triệu đồng, phường Đông Sơn hơn 240 triệu đồng. Trong các ngày từ 18 đến 21 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thanh Hóa tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho 3.189 người thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch của thành phố. Khu vực tiêm được bố trí hợp lý, khoa học, các phương tiện, thuốc, dịch truyền, chống sốc, máy hỗ trợ thở được bố trí sẵn sàng để kịp thời ứng phó với tình huống khẩn cấp. Sau khi tiêm, tất cả các trường hợp đều được theo dõi sức khỏe ít nhất 35 phút và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 24 giờ. Mới đây, Công an thành phố Thanh Hóa ra quân diễu hành tuyên truyền, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng của phương tiện vận tải hàng hóa theo mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tại các tuyến đường bộ trọng điểm trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Công an thành phố tập trung tuyên truyền nội dung các quy định về luật giao thông đường bộ, tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện tự giác tháo dỡ thành thùng cơi nới trái phép, tăng tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan về công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, tập trung vào việc xử lý tải trọng, cưỡng chế tháo dỡ thành thùng xe ô tô cơi nới trái phép để tuyên truyền tạo sức gian đe. Đợt ra quân lần này, Công an thành phố sẽ công khai xử lý để nhân dân tham gia giám sát, phát hiện thông tin tố giác vi phạm về chở quá tải trọng, vi phạm kích thước thùng hàng lưu thông trên đường bộ. Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa, VNPT tổ chức tập huấn hướng dẫn nâng cao năng lực sử dụng trang thông tin điện tử cho lãnh đạo và công chức của 34 phường xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và phần mềm theo dõi nhiệm vụ. Thông qua buổi tập huấn, lãnh đạo và cán bộ công chức các phường xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa sẽ nâng cao kỹ năng quản trị, xử lý thông tin, văn bản, đảm bảo thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, tỉnh và thành phố. Vừa qua, Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Thanh Hóa phát động ra quân hưởng ứng chiến dịch hè tình nguyện năm 2021. Ngay sau lễ phát động, Thành đoàn thành phố đã huy động gần 50 đoàn viên thanh niên khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố và các cấp công đoàn cơ sở
ra quân trồng, chăm sóc hơn 1.500 chậu cúc mặt trời tại tuyến đường Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, hưởng ứng chiến dịch hè tình nguyện năm 2021. Các cấp bộ đoàn cũng đã chỉ đạo các đoàn viên thanh niên các phố thôn ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Thanh Hóa đang trong đợt cao điểm nắng nóng và theo dự báo mùa hè năm 2021, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, độ ẩm trong không khí thấp, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Xác định được nhiệm vụ bảo vệ rừng, bảo vệ lá phổi xanh của sự sống là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, các ủy chính quyền, các lực lượng chức năng từ thành phố đến các địa phương có rừng đã chủ động triển khai các phương án phòng chống cháy rừng. Gia đình ông Dương Ngọc Ấn, đường Tiên Sơn, là một trong số hơn 30 hộ dân của phường Hàm Rồng, sinh sống ven rừng đặc dụng Hàm Rồng. Bản thân ông và những người dân quanh đây hiểu được giá trị của rừng, xác định cái gốc bảo vệ rừng phải từ nhận thức, ý thức của mỗi người dân như ông. Hàng năm, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng để nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là những người sống ven rừng. Chúng tôi là những người dân sống quanh rừng. Bây giờ về cái trách nhiệm để bảo vệ rừng là trách nhiệm của người dân chúng tôi. Tất cả mọi vấn đề mang lửa mang lũng vào rừng là chúng tôi tuyệt đối không mang vào. Thứ hai nữa là bây giờ chúng tôi có trách nhiệm giáo dục con cháu không mang lửa mang đốt rừng, không chặt cây, không chặt phá, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ quanh khu giáp bên rừng. Là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn nhất thành phố, Đồng Lĩnh có trên 127 hecta rừng với hơn 300 hộ dân sống xung quanh rừng, trong đó có 31 hộ được giao đất trồng rừng. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban Nhân dân phường đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo về công tác quản lý, phát triển và phòng chống cháy rừng. Thường xuyên phối hợp với hạt kiểm lâm thành phố thực hiện ký cam kết với người dân sống ven rừng và chủ rừng, đồng thời tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng trên hệ thống loa truyền thanh để người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng. Hàng năm địa phương đã tổ chức các cái hội nghị nhân dân tham gia trong cái công tác phòng cháy chữa cháy và trong nhất là trong các cái khu vực mà cái thời gian mà nắng nóng này thì địa phương đã có thông báo đến từng hộ. Các cái thông báo này đã được gửi đến hộ liên tục để nâng cao về cái ý thức cảnh giác trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có tổng số trên 390 hecta rừng và đất lâm nghiệp tập trung ở 7 phường xã. Hàng năm, để chủ động hơn trong công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng, Hạt Kiểm Lâm thành phố với vai trò là cơ quan thường trực của Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng phương án bảo vệ và phòng chống cháy rừng, thường xuyên phân công lực lượng, tổ chức tuần tra canh phòng, đảm bảo có mặt 24/24 giờ tại những vị trí có nguy cơ cháy cao nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời sự cố có thể xảy ra. Tăng cường đầu tư các trang thiết bị, phương tiện để chủ động hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng khi cần thiết. Đồng thời, khuyến cáo các hộ dân sống ven rừng và chủ rừng nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng. Trong cái thời gian nắng nóng, đặc biệt là có gió Lào, dự báo cấp cháy rừng cấp 4, cấp 5 thì đề nghị nhân dân sống sát rừng, ven rừng là tuyệt đối không được sử dụng lửa. Và thứ hai, nếu như mà giả thiết các hộ sinh sống ven rừng có sử dụng lửa để xử lý vật liệu rác thải của gia đình thì phải đưa về phía trước cách xa rừng và phải có sự kiểm soát của con người. Hiện nay đang là giai đoạn cao điểm của mùa nắng nóng, do đó nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra rất lớn. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, góp phần bảo vệ lá phổi xanh cho thành phố. Chuyên mục truyền hình thành phố hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.